Dạ. Con chào chú. Chú đi ra ngoài hả chú? Ừ. Con đang học bài hả? Dạ. Có được không? Dạ, cũng tạm. Sắp tới thi rồi đó. Con ôn bài hết chưa? À, dạ chưa. Con tính là ôn toán với anh trước. Còn mấy môn còn lại con ôn dần sau. Ừ. Mà nè, làm việc nhà cả ngày như vậy đó, có thời gian đi học không? Dạ không sao đâu chú, con học được mà. À mà chú ơi, con hỏi chú một câu được không? Không được. Dạ, vậy thôi con cảm ơn chú. Tại sao không hỏi nhiều câu mà hỏi có một câu? Để giải phương trình log này, con phải quy cả hai vế về cùng một cơ số mới giải được. Dạ. Con thử giải phương trình này coi. Chú hơi bất ngờ, toán của con dở vậy luôn á. Con giải đi. À, biến đổi đa thức hả chú? Đúng rồi. Con không có biết làm cái này. Alo. Được rồi, tôi tới liền. Đây, chú chỉ cho. Viên nghiệm phải thỏa mãn điều kiện làm cho lốc tồn tại, cho nên âm 1 là bị loại. Con hiểu chưa? Dạ. Ngày mai á, chú hãy giúp con làm thêm vài phương pháp nữa. Nhưng trước tiên con phải làm phương pháp này cho thành thạo cái đã. Dạ con biết rồi. Mà nè, từ đây sau á, khi chú hỏi cái gì không được nói là không biết, cái chưa? Chú nghiêm khắc với học trò lắm á. Dạ con cảm ơn chú nha. Chú đi coi chừng bị trễ nha chú. Được rồi. Dạ con chào chú. Chào cậu, mới về. Ủa Nguyên. Dạ. Con dạy cho Tâm mí dạy lóc quá hả? Dạ đúng rồi. Chắc cậu phụ đạo lại cho con quá. Nè, giúp đỡ người khác nhiệt tình là tốt, nhưng mà nhiệt tình á cộng với không hiểu biết là thành phá hoại đó, biết chưa? Dạ. Kém hiểu biết. Nói vậy chẳng khác nào chơi mình ngu ngốc. Cậu này kỳ thiệt. Toán ơi là toán, cha nào phát minh ra môn này cũng biết nữa. Dạ chú mới về. Chú ơi, chú ăn cơm luôn nha, để con dọn cho. Chú không ăn đâu, con xong việc lên phòng học bài nha. Dạ. Đây những cuốn sách cũ của chú á, nhìn nó cũ vậy thôi chứ là nó chứa nhiều bài tập toán cơ bản lắm á. Wow, chú còn giữ mấy cuốn sách này tới tận bây giờ lận hả? Tại vì chú để trong kho á, với lại chú hay phân loại sách lắm cho nên tìm nó dễ. Công nhận chú ngăn nắp với kỹ lưỡng ghê á, bởi vậy mỗi lần con vô phòng chú cũng ít phải dọn nữa. Sao con nghĩ vậy? Nhìn chú vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Thôi mình học bài nha. Đâu đưa chú coi. Cái này là một hệ tuần hoàn nè. Con biết sao người ta gọi là hệ tuần hoàn hàm số không? Dạ sao chú? Có nghĩa là mỗi chu kỳ á, giá trị nó sẽ lặp lại một lần, hiểu chưa? Dạ. Bây giờ chú ra bài nha. Dạ. Dạ chú chờ con chút nha. Được rồi. Cái gì vậy? Dạ con không biết là cô còn kêu con làm gì không nữa. Không sao. Dạ con xin lỗi chú nhiều nha. Sao lại xin lỗi? Con có lỗi đâu mà xin. Đâu học tiếp nha. Dạ. Hồi nãy mình học tới đâu rồi? Dạ tới hàm tuần hoàn rồi chú. Hàm tuần hoàn đúng không? Nè, cái này cũng là một dạng hàm tuần hoàn nè. Để tìm chu kỳ của nó thì mình... Tâm ý ơi. Ê chết. Dạ con xin lỗi chú nha. Chú chờ con chút. Tâm ý ơi. Dạ. Cứ vậy hoài làm sao mà học.
À chị. Hả? Em nhờ bé Tâm Ý làm một việc nha. Em tính nhờ nó làm gì? Dạ chú. Con thay đồ đi. Chú nhờ chút việc. Nhớ đem sắp toán nha. Dạ. Đem sắp toán theo làm gì chú? Đừng hỏi nhiều nữa. Chú nhờ con chút việc thôi. Chú đợi con dưới nhà nha. Dạ. Cô làm phiền con một chút nha. Giấy tờ này rất là quan trọng đối với chú sĩ. Con đi gửi liền giúp cô nha. Dạ con biết rồi cô. Cô cảm ơn. Chú ơi, chú có biết cái này gửi ở đâu không chú? Ra đây. Con cứ mở ra coi đi. Dạ. Cứ mở coi đi, không sao đâu. Ủa, sao không có gì trong này hết vậy chú? Đương nhiên rồi, làm sao mà có được. Chú muốn con có một ngày nghỉ để mà học. Hôm nay chú được rảnh nè, chú đi dạy toán cho con. Chú không cần làm vậy đâu chú. Con bé này, chú nói vậy rồi, con phải nói cảm ơn chú chứ. Không phải ai chú cũng vậy đâu nha. Để coi, hôm nay mình học ở đâu ta? Con ngồi đi. Dạ. Chú, mình học ở đây hả chú? Ừ, có sao không? Tại đây quán gần bệnh viện chú. Chú hay ra đây ngồi lắm. Yên tâm đi, yên tĩnh, thoải mái. Dạ. Bây giờ chú sẽ tóm tắt phần trọng điểm cho con. Điểm thi đại học của chú á, đạt thứ 10 toàn quốc đó nha. Con nhớ là chú đứng thứ 13 mà. Con có xem rồi. Ủa vậy hả? Ờ, mà thứ 10 hay thứ 13 gì có quan trọng gì đâu, cũng giống nhau thôi. Mà nè, sao? Chê chú hả? À, dạ không, con không có ý đó đâu chú. Chú đừng có hiểu lầm nha. Chú giỡn á, quên, con uống cái gì để chú kêu cho. Dạ, gì cũng được. Ngồi đợi chú nha. Dạ. Ngon không? Gì vậy? Sao con cười? Dạ, tại chú nói chứ không phải là người ngăn nắp sạch sẽ. Mà con thấy chú kỹ tính ghê á. Vậy hả? Ăn đi. Đợi chú chút nha. Dạ. Anh nghe nè. Đi chơi vui quá ha. Anh đó hả? Anh đang ở bệnh viện. Có chút việc cũng tới. Ừ. Nè nè nè. Bây giờ anh có công việc rồi. Lát anh gọi lại sau nha. Ủa, bữa nay được nghỉ mà cũng đến bệnh viện đó hả? Ờ, tới bệnh viện có chút việc thôi. À, gặp anh ở đây em nói luôn. Anh biết bác sĩ Nam ở bên khoa nội không? Biết chứ, đàn anh tụi mình mà. Bữa nay bác sĩ Nam được lên chức. Có mời anh em mình đi nhậu nữa đó. Ủa, có mời tôi nữa hả? Có chứ, anh em mà. Đi ha.
Chắc là không kịp thời gian rồi. Cho nên hôm nay chắc con phải tự ôn bài rồi. Ủa sao vậy chú? Tại vì chú có việc gấp phải đi. Bây giờ con ra quán cà phê trước nha. Con ôn bài đi, chú về liền. Vậy nha. Dạ. Chú không sao? Cẩn thận đó chú. Chú xin lỗi, chú hơi say. Người ta ép uống quá, chú không từ chối được. Người uống với vài ly bia, chú không sao? Chú xin lỗi, chú hơi say. Mà bây giờ chú về được không chú? Đương nhiên là được. Chú không sao, chú hơi say vài ly bia. Hôm nay coi như mình nghỉ nha. Dạ. À, chú cẩn thận đó chú ơi. Chú cứ bình tĩnh. Chú không sao. Con cứ ngồi bình tĩnh. Chú không sao. Coi chú. Chú. Chú không có sai. Tại người ta ép chú. Chú không có sai, hiểu chưa? Con nói chú sai là con bậy. Con nói chú sai là con bậy. Chú không có sai. Chú không có sai. Chú ơi, sắp về tới nhà rồi. Con nói chú sai là con bậy. Đi chú. Ủa sao vậy? Chờ chú một chút. Dạ. Chú có việc cần phải giải quyết. Hả? Chờ một chút. Chú. Chờ một chút. Chú. Hả? Chú. Chú. Con làm cái gì vậy? Chú làm chuyện đó hả? Đúng rồi. Chú phải làm. Đợi chú một chút. Không có được đâu. Để con tìm nhà vệ sinh cho chú nha. Nhà vệ sinh à? Nhà vệ sinh ở đây còn xa dữ lắm. Thôi được rồi, để chú làm. Con đứng đây là canh giùm chú đi mà. Canh giùm chú đi. Con đã nói là không có được mà. Con làm cái gì vậy? Làm ở đây kỳ lắm. Ủa làm ở đây thấy đó. Làm ở đây là không được rồi. Nhưng bây giờ chú mắc quá rồi. Bỏ qua chú một lần đi. Bỏ qua chú một lần, chú làm ở đây cũng được. Bỏ qua chú một lần đi. Con đã nói là không có được. Con mà. Con làm cái gì vậy? Con tuyệt đối không có cho chú làm chuyện đó đâu. Con không cho chú làm. Được rồi, chú làm ở đây luôn. Chị ông nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Con gà trống mới gáy, ông mặt trời thức dậy. Trên những vườn hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi. Nè. Kìa con bướm vàng. Hay lòng quá đi. Kìa con bướm con. Dạ, con xin lỗi chú. Con bướm con bướm con bướm con bướm con bướm. Xin lỗi hai người ồn ào quá, tôi không có tập trung. Chạy xe là hai người xuống xe bắt xe khác tôi cái đi. Dạ chú ơi, con xin lỗi chú nhiều lắm. Chú giúp giùm tụi con nha. Con hứa là chú ấy không có làm ồn đó đâu chú. Chú. Thôi mà chú. Hồi nãy giờ nè, con hát rất nhiều bài trên xe. Thôi mà. Bây giờ chú muốn hát bài gì con phục vụ. Xuống xe đi, muốn hát gì vậy hát. Ngồi dậy đi mà. Tranh ra để cho tôi ngủ. Con đã nói là không ngủ ở đây được mà. Ủa? Để con gọi taxi khác. Cô là ai vậy? Cô là ai mà cấm tôi ngủ ở đây hả? À? Con là Tâm Ý nè. Tâm Ý. Tâm Ý là con nhỏ nào hả? À? Mật ôi quá hả? Ý ơi, chết con rồi. Ý chú ơi. Chú dừng lại đi mà. Thoải mái quá. Thiệt bây tình giờ đó. Đi ngủ được khỏe. Ủa ai ai mà ở đây mất vệ sinh gì trời, phải biết bảo vệ.
Con về. Ủa chị, chuyện gì vậy chị? Chú bị say cho nên tôi đưa chú về á. Thôi tôi vô nha. Chị, để em đẩy giùm cho. Thôi không cần đâu, tôi làm được mà. Nãy giờ chị cũng mệt rồi, chị vô nghỉ đi. Em đẩy giùm cho. Chú, trời, chú ơi. Động đất hả? Động đất. Cậu có sao không cậu? Con xin lỗi. Cậu nặng quá.